Dạ, chào Việt Hoàng. Tối nay chúng tôi Việt Hoàng ta cùng đi dạo phố đêm Vũng Tàu. Vì hôm nay là chiều tối ngày thứ sáu, năm nay tháng 10, 2018 thì đang có mặt trên đường phố Vũng Tàu. Đường này là đường đoạn đường là đường Quang Trung vậy. Thì hướng này đang đi ngang chỗ trước khách sạn Roja Hotel, thì mình sẽ rẽ qua đường Baku. Đường Baku là con đường rất là sầm uất của Vũng Tàu. Hôm nay cũng phải trước rồi. Hôm nay dự báo gió rất là mát. Dạ, đây đầu đường Baku vậy. Này có con đường sách. Khi nào mà thích đọc sách thì chúng ta có thể đến đây, Việt Hoàng có thể đến đây để tìm những cuốn sách mình thích, nhà sách Kim Đồng gì đây, sách quan trẻ. Đường Baku. Dạ, trong đây cái ngã tư đây là cái đường Lê Lợi nó dài. Chỗ này sẽ qua khu vực ở chỗ này là chợ cũ á, sao đó vì chợ Vũng Tàu cũ á. Đây đường là Trương Trắc Trương Nhị. Từ cái là đường Tân Đạo Trăng. Đây sẽ đi ngang cái khu vực ở cái đường đường gì nhỉ, đường quận 8, đi qua khu vực ở đường Đồ Chiếu về khu phố ẩm thực về đêm. Dạ, chỗ này em đi ngang cái khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất của Vũng Tàu thì Vũng Tàu. Khu phố đêm ẩm thực đêm Đồ Chiểu. Đây bánh mì không tên, rau má đậu, phở. Đây, cháo bồ câu luôn. Rất nhiều món ăn. Súp cua nè, trà sữa nè, rồi bún bò Huế hải hoàng luôn. Mình sẽ đi qua bên đường đây là đường gì đây, Lê Lai. Ngã tư phía trước là ngã tư lại Lê Lai và Baku. Tối đi dạo ngoài đường Baku rất là sặc sỡ, rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều màu sắc khác nhau nha, xanh đỏ tím vàng luôn, hồng trắng. Dạ, tối nay thì sẽ có dịp đi ngang một vòng ở bãi trước như vậy, vậy khu vực ở phía trước là ngã năm. Ở đây đến Vũng Tàu thì có thể đi bằng cái xe điện. Ở đây có cái xe điện, hiện nay một số thành phố Việt Nam đã có cái xe điện chạy đến quanh để dạo phố về City Tour á. Xe điện rất là nhiều rồi.
nhiều thương hiệu thời trang khác nhau. Đây về khu vực ngã năm nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Vũng Tàu luôn. Nhìn thấy quanh ra cái đường Nguyễn Thái Học, là đường Lê Hồng Phong, tới Lê Hồng Phong và Nguyễn Thái Học vậy, nên chúng ta rẽ vào phải đường Nguyễn Thái Học.
Dạ, cảm ơn vì các bạn rất là nhiều đã cùng xem và nhậu một phố đêm Vũng Tàu, vì hẹn tại vì các bạn trong những video tiếp theo của rất là nhiều.